Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tại các địa phương trong tỉnh. Tập trung hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Nâng cao ý thức phòng dịch bệnh COVID-19 nơi công cộng. Tăng mức phạt sai phạm đầu tư công. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn. Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức. Đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo quy định tại các địa phương trong tỉnh. Ngày hôm nay, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 gồm ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội cùng hai ứng cử viên đã tiếp xúc với cử tri tại các xã thị trấn của huyện Cát Tiên. Cử tri đã được nghe giới thiệu tiểu sử và quá trình hoạt động của từng ứng cử viên và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Các ứng cử viên đều xác định nếu được tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15, sẽ cố gắng thực hiện tốt chức trách đại biểu dân cử, thường xuyên tiếp xúc với cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời, tâm tư nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan nhà nước. Tiếp nhận, phối hợp giải quyết những đề xuất kiến nghị chính đáng hợp pháp của nhân dân, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, thu hút đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông cũng như hạ tầng đô thị, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Cử tri các xã Phước Cát, Đức Phổ, thị trấn Phước Cát mong muốn những ứng cử viên đại biểu trúng cử vào Quốc hội khóa 15 cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Cử tri các xã Tiên Hoàng, Gia Viễn, Đồng Nai Thượng đề xuất cần quan tâm hơn nữa tới việc bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, giải quyết chính sách cho lực lượng cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở, giải quyết hiệu quả các vấn đề về tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, xăng giả, quan tâm đầu tư thêm một số tuyến đường huyết mạch trên địa bàn huyện Cát Tiên, giải quyết nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 3 đã trao đổi với cử tri Cát Tiên, nếu trúng cử sẽ quyết tâm thực hiện chương trình hành động đã đưa ra, làm cầu nối để phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Quốc hội và các cơ quan của Đảng nhà nước. Tiếp nhận, phối hợp, giải quyết những đề xuất kiến nghị chính đáng hợp pháp của nhân dân. Ngày 14 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 3 sẽ tiếp tục tiếp xúc với cử tri xã Quảng Ngãi, thị trấn Cát Tiên và cử tri khối cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, huyện Cát Tiên. Tại huyện Di Linh, 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với 500 cử tri các xã thị trấn của huyện. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đọc tiểu sử tóm tắt của 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2, gồm ông Lâm Văn Đoan, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Ca Nhiễu, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, bà Cato Thị Dung, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, bà Trần Thị Thùy Trang, giáo viên, chủ tịch công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt. Tại buổi tiếp xúc, từng người ứng cử đã trình bày với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được cử tri địa phương tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. Chương trình hành động của các ứng cử viên chủ yếu đề cập đến những vấn đề trọng tâm hiện nay của huyện Di Linh như phát triển nông nghiệp, xây dựng chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, quan tâm đến các chính sách vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, v.v. Cùng với chương trình hành động và lời hứa trước cử tri, các ứng cử viên cũng đã nêu ra những giải pháp để thực hiện chương trình hành động mà mình đã đề ra. Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri đã nêu nhiều ý kiến để đặt nguyện vọng của mình đến các đại biểu ứng cử Quốc hội. Đại diện các ứng cử viên tham gia tại đơn vị bầu cử số 2 cũng đã cảm ơn những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ sớm bổ sung vào chương trình hành động của mình và nếu trúng cử sẽ cố gắng thực hiện đầy đủ các nội dung đã đề ra. Được biết, trong số 4 ứng cử viên ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 2 tại huyện Di Linh sẽ bầu 2 đại biểu Quốc hội.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn danh sách những người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tại đơn vị bầu cử số 17 thuộc địa bàn huyện Đà Tẻ. Danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 17 gồm thị trấn Đà Tẻ và các xã Đà Lây, An Nhân, Đà Kho, Quảng Trị, Triệu Hải, Đà Ban, Mỹ Đức, Quốc Oai thuộc huyện Đà Tẻ. Tổng số người ứng cử 5 người, số lượng đại biểu được bầu 3 người. 1. Tôn Thiện Đồng, ngày tháng năm sinh 28 tháng 8 năm 1977, giới tính nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nơi ở hiện nay 40B Trương Công Định, phường 1, thành phố Đà Lạt, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, học hàm học vị, thạc sĩ kinh tế, nghề nghiệp, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Đà Tẻ, nơi công tác, huyện ủy Đà Tẻ. 2. Võ Ngọc Hiệp, ngày tháng năm sinh 25 tháng 10 năm 1967, giới tính nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, nơi ở hiện nay 74 Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành lâm nghiệp, nghề nghiệp, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng đoàn, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nơi công tác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. 3. Cờ Thị Lan, ngày tháng năm sinh 19 tháng 3 năm 1987, giới tính nữ, dân tộc Châu Mạ, tôn giáo không, quê quán thị trấn Đà Tẻ, huyện Đà Tẻ, tỉnh Lâm Đồng, nơi ở hiện nay 45/1 hẻm 1 Quang Trung, thị trấn Đà Tẻ, huyện Đà Tẻ, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành phát triển nông thôn và khuyến nông, nghề nghiệp, phó giám đốc trung tâm nông nghiệp huyện Đà Tẻ, nơi công tác, trung tâm nông nghiệp huyện Đà Tẻ. 4. Lê Thị Ngọc Tiền, ngày tháng năm sinh 22 tháng 9 năm 1986, giới tính nữ, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Mỹ Thành, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, nơi ở hiện nay, tổ dân phố 9 thị trấn Đà Tẻ, huyện Đà Tẻ, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành hành chính, nghề nghiệp, chuyên viên văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Đà Tẻ, nơi công tác, văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Đà Tẻ. 5. Cà Tiếu, ngày tháng năm sinh 20 tháng 8 năm 1986, giới tính nam, dân tộc Châu Mạ, tôn giáo, công giáo, quê quán, xã Quốc Oai, huyện Đà Tẻ, tỉnh Lâm Đồng, nơi ở hiện nay, thôn Đại Nha, xã Quốc Oai, huyện Đà Tẻ, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam, nghề nghiệp, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Quốc Oai, huyện Đà Tẻ, nơi công tác, Ủy ban Nhân dân xã Quốc Oai, huyện Đà Tẻ. Phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, tập trung hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Nâng cao ý thức phòng dịch nơi công cộng. Chiều nay ngày 13 tháng 5, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình hoạt động công tác ngành năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự có ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành liên quan. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020, khu vực công nghiệp chiếm gần 12% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 18.400 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 100% so với kế hoạch năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,1% so với cùng kỳ. Năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 66.730 tỷ đồng. Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng tổng mức bán lẻ hàng hóa vẫn tăng gần 20% so với cùng kỳ. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 708 triệu đô la Mỹ, chỉ đạt 88,6% kế hoạch, giảm 1,6% so với năm 2019. Kim ngạch nhập khẩu là 136,8 triệu đô la Mỹ, giảm 40,5% so với năm 2019. Trong 4 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 12,26% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 31% so với kế hoạch năm 2021. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lũy kế đạt hơn 20.000 tỷ đồng.
giá trị xuất khẩu đạt 208 triệu đô la Mỹ, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25,6% kế hoạch năm 2021. Trong thời gian qua, các chương trình dự án trọng tâm của ngành được chú trọng triển khai. Năm 2020, thực hiện 42 mô hình khuyến công với kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Triển khai thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Đối với chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Sở đã thực hiện hỗ trợ 70% chi phí vận chuyển, nhân viên bán hàng cho siêu thị Co-op Bảo Lộc, tổ chức 4 chuyến bán hàng Việt về nông thôn. Bên cạnh đó, các chương trình quảng bá, phát triển thương hiệu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, công tác cải cách hành chính cũng được ngành đẩy mạnh thực hiện. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như ngành công nghiệp tuy có phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là công nghiệp nông thôn. Nguồn lực đầu tư cho công nghiệp còn hạn chế. Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị phát triển chậm. Sau khi nghe ý kiến của các ngành hữu quan, phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định vai trò của ngành trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của ngành công thương Lâm Đồng trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành công thương Lâm Đồng cần có những nghiên cứu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh những giải pháp phù hợp kịp thời trong tình hình để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại. Ngành cũng cần bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Bộ Công Thương, cụ thể hóa ứng dụng vào điều kiện của Lâm Đồng. Sở cũng cần thay đổi mạnh mẽ phong cách lề lối làm việc để đạt hiệu quả công tác tốt hơn. Về một số kiến nghị của Sở Công Thương như bố trí vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan nghiên cứu giải quyết. Các ngành xúc tiến nhanh việc bố trí quỹ đất trong quy hoạch vùng để hình thành địa điểm tổ chức các hội chợ, triển lãm và tham mưu tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu, tìm giải pháp thu hút đầu tư dự án trung tâm giao dịch Hoa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp cũng nhấn mạnh, ngành công thương Lâm Đồng cũng cần chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, làm nền tảng để phát triển hiệu quả công tác chuyên môn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn số 2913, thông báo kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2021, tạm ngừng việc tiếp nhận hồ sơ, đề nghị thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh. Sau một thời gian triển khai tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng để làm du lịch của doanh nghiệp hộ gia đình, theo quyết định số 603 ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh. Do số lượng hồ sơ gửi đến tương đối nhiều nên Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 11 tháng 5. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn đôn đốc các đơn vị quản lý rừng trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và trình thẩm định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững tại đơn vị trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 làm cơ sở thực hiện quản lý rừng bền vững, đồng thời xây dựng và thực hiện đề án cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trên diện tích rừng đã được giao quản lý, khẩn trương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ dự án và xây dựng các tiêu chí để hội đồng lựa chọn nhà đầu tư thí điểm cho thuê môi trường rừng làm du lịch. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tham gia, ủng hộ tinh thần và vật chất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Đã có nhiều doanh nghiệp và đơn vị trong tỉnh tham gia đóng góp ủng hộ hàng hóa, nông sản để nâng cao chất lượng bữa ăn cho những người đang cách ly ở các khu cách ly tập trung. Các doanh nghiệp là đơn vị trong tỉnh đã ủng hộ hàng tấn hàng hóa gồm các loại rau, củ quả, gạo, nước mắm, mì tôm, dầu ăn cho các bếp ăn khu vực cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Đức Trọng. Nguồn hàng hóa nông sản này được các doanh nghiệp và đơn vị kêu gọi ủng hộ từ các đơn vị thành viên và từ nguồn đóng góp của doanh nghiệp. Thời gian tới, các doanh nghiệp và các đơn vị trong tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân đang bị cách ly tập trung, góp phần giúp mang đến những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường thêm sức khỏe, phòng chống dịch bệnh COVID-19 một cách tốt nhất. Hiện nay, các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn dân đang chung tay phòng dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc. Tại thành phố Đà Lạt, thì người dân cũng có ý thức cao phòng dịch nơi công cộng.
không có tâm lý chủ quan, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch tự giác để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt thường ngày rất đông đúc, bởi đây là nơi tập trung các cơ sở kinh doanh dịch vụ và là địa điểm công cộng mà nhiều du khách lui tới. Nhưng hiện cả lượng người và phương tiện giao thông đều thưa thớt. Song theo ghi nhận, hầu hết người dân đều tuân thủ nghiêm quy định 5K, từ người đi mua các mặt hàng thiết yếu, giao dịch tại các trụ ATM hay cả những người làm nghề xe ôm cũng đều ý thức rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19. Lúc nào bác cũng phải bịt khẩu trang, lúc nào cũng có đi mua cái chai rửa sát khuẩn tay ấy nè. Mình phải phòng chống chứ. Khách mà lên xe là mình phải rửa tay, mình bịt khẩu trang vào lại cho nghiêm chỉnh. Bây giờ kể cả con cái rồi cũng ít cho ra ngoài. Rồi đi mình đi mua cái gì cũng phải đi có một mình, rồi mua về, rồi bớt ra ngoài bớt. Để qua cái đợt phòng dịch này rồi mình mới tiếp tục phát triển lại công việc. Tại khu vực chợ đêm Đà Lạt, nơi tập trung nhiều người bán hàng đặc sản Đà Lạt và khách du lịch cũng thừa vắng. Nhiều người bán hàng đã nghỉ hẳn do không có khách, nhưng việc phòng dịch không vì thế mà bị lơ là. Người ta cũng sợ dịch nè, bản thân người ta tự ý thức hết đó chị. Chứ mà không có tập trung, mỗi người cách xa ra 2 mét. À tới đâu em cũng đuổi đi bớt. Không thể ai cũng đeo khẩu trang đầy đủ hết ạ. Chúng tôi rất an toàn về chống dịch bệnh ạ. Tương tự các khu vực khác, khu vực quảng trường Lâm Viên và công viên Giạc Sen thành phố Đà Lạt cũng rất vắng người. Nhưng ngay cả khi không có lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát công tác phòng chống dịch thì hầu như cũng không có người dân nào không đeo khẩu trang và cũng không có tình trạng tụ tập ăn uống vui chơi tại các khu vực công cộng này. Người dân Đà Lạt họ cũng ít khi ra đường lắm, thành thử ra là khi mà có những cái chỉ đạo của lãnh đạo xuống á thì họ cũng chấp hành lắm. Họ chỉ khi ra đường giống như là để đi mua nhu yếu phẩm hoặc là đi tập thể dục buổi sáng rồi họ sẽ về nhà, chứ họ cũng không có đi la cà nhiều, bởi vì cái bản tính của người Đà Lạt cũng không có thích đi la cà. Có thể thấy trước đợt dịch COVID-19 thứ tư, người dân đã có nhiều kinh nghiệm phòng dịch, cũng như đã cảm nhận được mức độ nguy hiểm nếu dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Nhất là khi bệnh nhân 3.141 đã từng đi qua nhiều địa điểm công cộng, vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Khi mà mọi người đều nhận thức rõ và có ý thức cao để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng là tín hiệu đáng mừng, và tinh thần này cần phải được phát huy mọi nơi trên địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung để công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất. Ngày 13 tháng 5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục làm rõ hành vi và củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm nhóm thanh niên nam nữ thuê hai căn biệt thự trong khu du lịch Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt để bay lắc giữa mùa dịch COVID-19. Theo đó, vào rạng sáng 12 tháng 5, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường 11, thành phố Đà Lạt đã phát hiện và bắt giữ 14 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy. Qua kiểm tra tại hai căn biệt thự, lực lượng công an phát hiện một đĩa sứ có chất bột màu trắng, ống hút, thẻ nhựa, cùng một gói ni lông chứa tinh thể, một bịch chứa nhiều mảnh vụn viên nén nghi là ma túy. Ngoài ra, trong các căn phòng còn có loa đèn công suất cao để phục vụ bay lắc. Các đối tượng khai nhận số ma túy này nhờ người khác mua giùm và thuê biệt thự để sử dụng bay lắc. Thời gian qua, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã liên tục phát hiện nhiều nhóm thanh niên thuê khách sạn, cơ sở lưu trú để sử dụng ma túy tập thể do các quán karaoke, bar, vũ trường đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Hiện các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Những nội dung đáng chú ý phần tin trong nước: tăng mức phạt sai phạm đầu tư công; Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt phòng dịch tại hàng quán; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề xuất tăng mức phạt tiền lên mức từ 50 đến 70 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục đích, không đúng đối tượng hoặc vượt tiêu chuẩn, định mức đã được phê duyệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, dự thảo kiến nghị tăng mức xử phạt đối với hầu hết các hành vi vi phạm do các dự án đầu tư công thường có quy mô lớn, tổng mức đầu tư cao, dẫn tới nguy cơ gây thất thoát lãng phí cho nhà nước. Vì vậy, cần có chế tài cao hơn để tăng cường hiệu quả răn đe phòng ngừa vi phạm. Cụ thể, hành vi vi phạm quy định về sử dụng vốn đầu tư công tại Nghị định 50 năm 2016 chỉ bị xử phạt
với mức tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Tại dự thảo nghị định đề xuất tăng mức phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa bác đề xuất lùi thời hạn xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về lắp camera mà Hiệp hội Vận tải Việt Nam đưa ra. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, quy định lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe container, xe đầu kéo là điều kiện kinh doanh nhằm mục đích giám sát hành vi lái xe, tình hình an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông. Do đó, không thể lùi lộ trình thực hiện quy định này, theo như quy định trong Nghị định 10 năm 2020. Đồng thời, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cần tiếp tục tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc Hiệp hội thực hiện theo đúng lộ trình. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. Thời gian qua, nhiều hộ gia đình ở huyện Cam Lộ đã đưa cây vải thiều vào trồng ở một số diện tích vườn đồi và vườn rừng. Đây là cây trồng tưởng chỉ thích hợp với các địa phương miền Bắc, nhưng đã có mặt và trồng thành công trên đất đồi Quảng Trị. Mấy ngày nay, nhiều nông dân ở thôn Cam Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ bắt đầu bước vào vụ thu hoạch vải thiều với niềm vui vừa được mua vừa được giá. Vải được mua, cây nào cũng sai triệu quả, mọng nước. Nông dân thu đến đâu được tư thương thu mua đến đó với giá 25.000 đồng một ký. Nhiều hộ có lãi ròng trên 100 triệu đồng từ bán vải thiều. Trong vườn là một mẫu nhưng hiện giờ là được 60 cây, cả to cả nhỏ. Cây nhỏ nhất là mới 2 tuổi, còn cây cao tuổi nhất là 15 tuổi. Mà năng suất ra một cây mà lâu năm là tà rưỡi tới 2 tà. Còn mà nếu như những cây như thế này là một cây cỡ 3 tới 50 cân. Nên là cái hiệu quả kinh tế của trồng vải này là nói chung là phù hợp với cái chất đất ở cái vùng này. Cây vải thiều mới được người nông dân Cam Lộ đưa vào trồng có quy mô bài bản trong khoảng 10 năm trở lại đây, chủ yếu tập trung tại các vùng gò đồi ở Cam Thành, Cam Chính, Cam Nghĩa. Riêng tại xã Cam Thành có khoảng 6 hecta. Theo bà con nông dân cho biết, mỗi hecta có thể trồng khoảng 200 gốc vải thiều. Cây từ khi trồng đến khi cho quả thu hoạch mất từ 3 đến 4 năm. Đây là cây dễ trồng, ít sâu bệnh, chỉ cần chăm sóc một vài năm đầu. Năm nay được xem là năm được mùa vải thiều nhất từ trước đến nay. Bình quân mỗi cây cho năng suất trên 1 tạ, có cây đạt 2 tạ. Nhờ vụ vải ở Quảng Trị chín sớm hơn so với các tỉnh phía Bắc nên giá bán cũng cao hơn. Hiện tại thương lái đến thu mua với giá 25.000 đồng một ký tại vườn. Với giá như hiện nay, mỗi hecta vải thiều cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Nhiều hộ gia đình có nguồn thu nhập cao từ trồng vải. Vải ở vùng ta là có đặc điểm là nó chín sớm hơn các vùng khác cho nên vừa được giá. Thì cái đó là cái đặc điểm của người nông dân. Cái thứ hai là về các theo cái nghị quyết mà để phát triển tiềm năng đất vườn á, thì là theo tôi thì qua cái những cái mùa vụ vừa qua thì đánh giá là cái tên cái vải so với những cây khác thì rất có hiệu quả. Thì tính sơ bộ thì một cây như vậy thì khoảng 1 tạ đến 1,5 tạ, và theo giá đầu vụ thì bà con bán được 25.000 trên cân, thì tính ra hecta là tương đương với khoảng 200 triệu. Thì so với các cây khác thì đấy mà cây rất có hiệu quả. Thì từ cái chỗ đó thì theo cái tinh thần để tham mưu cho việc khuyến nông, vai trò khuyến nông để tham mưu cho ủy ban thì có tiếp tục để nhân rộng trên những vùng đất gò đồi và những vùng đất vườn để phát triển cái vải để trở thành thương hiệu của Cam Thành. Thực tế cho thấy vải thiều là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên tại nhiều vùng đất ở Quảng Trị. Tuy nhiên hiện nay bà con vẫn trồng theo phương thức truyền thống, thuận theo tự nhiên nên 2 năm mới ra quả một lần. Vì vậy, ngành nông nghiệp cần có các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng chăm sóc để người dân có thể nhân rộng trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh đã cho tạm dừng nhiều loại hình dịch vụ kinh doanh, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở hàng quán, còn được phép hoạt động. Thế nhưng vẫn còn nhiều nơi chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng. Do vậy, việc kiểm soát công tác phòng chống dịch của các hàng quán đang được lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hơn nữa. Bàn ghế san sát, không giữ khoảng cách, nhân viên phục vụ không đeo khẩu trang. Quán nhậu trên đường Trường Sa, quận Bình Thạnh này vẫn vô tư giữa lúc dịch COVID-19 tái bùng phát. Nguy cơ dịch bệnh lây lan rất cao. Và thành phố Hồ Chí Minh đã có yêu cầu về các quy định phòng chống dịch ở cơ sở dịch vụ ăn uống. Có quận kiểm tra mà phân tích và góp ý cho tôi vậy thì từ đây về sau thì tôi vẫn để bàn cách ra là 2 mét để coi như là chống là phòng dịch. Tất cả nhân viên là chủ quán ở quán này thì tôi cũng bắt buộc đeo khẩu trang hết. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường, hát với nhau,
và nhiều loại hình dịch vụ giải trí, làm đẹp, thể dục thể thao trong nhà. Các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu vẫn được phép hoạt động nhưng phải giảm lượng khách, thực hiện giãn cách 2 mét giữa các bàn và nhiều biện pháp phòng chống dịch khác. Tại quán ăn mà có được một cái khoảng cách như vậy, mà ngồi mà được sát trùng trước xong đi vô quán em cũng yên tâm. Thế nhưng trên thực tế, việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch của một số cơ sở kinh doanh vẫn chưa nghiêm túc. Điển hình như vụ nhà hàng The King trên đường Lê Lai, quận Nhất, bất chấp lệnh cấm, vẫn tổ chức cho khách trong và ngoài nước tụ tập hát karaoke. Để đảm bảo việc phòng chống dịch tại các cơ sở hàng quán, không chỉ từ ý thức của các chủ cơ sở, của đội ngũ nhân viên và khách, mà còn từ công tác kiểm tra kiểm soát thường xuyên đầy đủ của cơ quan chức năng. Vừa kiểm tra các cái cơ sở tạm dừng đã chấp hành đúng hay chưa. Nếu mà coi như là trong quá trình kiểm tra mà các cơ sở không chấp hành, thì đối với đoàn tôi cũng sẽ có cái xử lý đúng theo quy định. Cảm thấy hôm nay cơ quan chức năng đã kiểm tra rất cả đầy đủ, cũng như là giúp đỡ chúng tôi hoàn thành, và bản thân chúng tôi cũng yên tâm hơn trong cái mùa dịch đang căng thẳng. Hiện các hàng quán dù được phép hoạt động, nhưng vẫn là điểm nguy cơ cao. Sự chủ động chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch của các cơ sở cùng sự kiên quyết trong công tác quản lý giám sát của các cơ quan chức năng sẽ giúp dịch bệnh sớm được kiểm soát và ngăn chặn. Để chủ động ngăn chặn kiểm soát tình hình dịch bệnh, nhất là tại các địa điểm có nguy cơ cao, Hà Nội đã chính thức yêu cầu tạm dừng hoạt động của các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố. Phản ánh tại một số địa điểm vốn là hàng quán bia đông đúc của thủ đô. Giờ tan tầm, quang cảnh hiếm thấy tại một trong những khu vực có mật độ dân số cao và nhiều văn phòng làm việc tại thủ đô Hà Nội. Một loạt cửa hàng kinh doanh ăn uống, bia hơi đồng loạt đã đóng cửa. Đây là ngày đầu tiên họ đã tuân thủ chấp hành sau khi có yêu cầu đóng cửa các hàng quán kinh doanh bia của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Để thực hiện đúng cái chỉ thị của chính phủ thì cửa hàng thực hiện nghiêm túc là cho các cháu về quê và đóng cửa hàng, để cũng mong đẩy lùi dịch bệnh đi để cửa hàng nhanh chóng được mở lại. Thay vì nhập một lượng hàng lớn để phục vụ khách tại chỗ như mọi ngày, hôm nay cửa hàng này duy trì hoạt động bằng cách ưu tiên bán hàng mang đi. Cửa hàng của em đã tạm dừng hoạt động và chỉ bán bia mang về cho khách thôi. Cứ tuân thủ các cái biện pháp như là đeo khẩu trang. Các anh em này hay ngồi bán bia, quán ngồi lai dai rồi. Thế bây giờ do dịch bệnh nhà hàng đóng cửa thì em cũng đến mua để về nhà. Còn tại cửa hàng này, những nhân viên cuối cùng đã hoàn thành nốt công việc dọn dẹp, chuẩn bị hành lý để về quê khi công việc phải tạm dừng. Các nhà hàng đều mong muốn đẩy lùi dịch bệnh để sớm hoạt động trở lại bình thường. Cũng mong muốn làm sao là trong cái thời gian dịch bệnh này thì cố gắng mọi người ý thức để cho nó tập trung vào để dập dịch, xong thì mới có cái chỉ thị mới để có thể thông báo để cho cửa hàng hoạt động trở lại bình thường để tạo công ăn việc làm cho mọi người dân. Với tâm lý lo ngại dịch bệnh cộng với nhiều yếu tố khách quan như thời tiết thì có thể thấy việc tập trung đông người tại các quán ăn, nhà hàng, đặc biệt là những nhà hàng bia đều tiềm ẩn nguy cơ khiến dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng. Bởi vậy, ý thức tuân thủ thực hiện tốt yêu cầu tạm đóng cửa của các chủ nhà hàng cũng như khách hàng sẽ giúp thành phố kiểm soát và phòng chống dịch bệnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.